Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Thì bây giờ chỉ còn một bạn thí sinh nữa thôi, mà bạn ấy lại là giảm cân thấp nhất tuần qua. Đó là bạn Ngọc Khánh. Thì bây giờ John có cái lời khuyên gì trước khi bạn bước ra sân khấu không ạ? Là cố gắng hết sức, hết mình. Vì đây cũng là một cái trường hợp rất là căng, đúng không? Tại mình vô cái vòng nguy hiểm và mình cũng là bạn giảm cân thấp nhất. Đừng có lo lắng, lên sân khấu và thể hiện cái bài tốt nhất của mình. Cảm ơn bạn. Anh Đại Vinh Hưng, anh là một người được mọi người biết đến với một cái tinh thần làm việc là không bao giờ khuất phục trước khó khăn và không bao giờ chịu thua thời thế hay cái gì hết. Mình lúc nào mình cũng tìm cách để mình chiến thắng. Anh có một cái kinh nghiệm gì có thể truyền cho các bạn không ạ? Thật sự cũng có những lúc lực bất tòng tâm, mình muốn lắm nhưng có khá nhiều những điều kiện khách quan, tai ương ở đâu trên trời đã đổ xuống, nó chắn ngang đường mình. Tất cả phóng qua tất cả những cái gồ ghề đó, hoặc là những cái gì nó ngăn chặn mình, những cái con đường mình đi, hoặc là ý tưởng mình đang thực hiện, phải phóng qua hết, không chấp nhận. Nhưng cũng có đôi lần thất thủ. Tuy nhiên có khi mình rơi vào những trạng thái cùng cực, mình biết cảm giác ở dưới sâu nó tối như thế nào và nó nhiều những cái sự nguy hiểm như thế nào, để mình đừng bao giờ cho phép mình rớt vào những cái điểm sâu như vậy. Và luôn luôn nhìn nó với một thái độ tích cực, phải không anh? Dạ, phải phóng mình ra phía trước nhiều hơn thế nữa, bằng tất cả mọi giá. Người khác làm được, tại sao mình không làm được? Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ chân thành của anh. Còn Harry, em là một người luôn luôn nghĩ đến sự lạc quan, và em cũng là một cái người đã trải qua quá nhiều khó khăn. Như vậy thì những lúc mà em muốn mình mạnh mẽ nhất thì lúc đó em phải làm gì? Lúc đó thì Harry nghĩ là bây giờ mình xuống tới đáy rồi, đâu còn gì mình xuống thêm nữa. Nhảy lên thôi là đã lên một bước rồi. Và Harry cũng muốn bạn ấy nhảy lên thôi. À, một cái suy nghĩ rất là hay. Dù cho mình đang rơi xuống ở trạng thái như thế nào và cái điểm tiếp đất của mình là ở đâu, chỉ cần một cái độ bật, bạn sẽ có một cái sức bật rất mạnh, bởi vì đó là cái đáy. Vâng, thưa quý vị, cũng sẽ là một áp lực cùng cực cho thí sinh thi cuối cùng. Nhưng với những lời chia sẻ của ba vị giám khảo, hy vọng bạn vượt qua thử thách này. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Ngọc Khánh. Đến với thử thách tuần này là bài tập giảm cân nâng cao dành cho tất cả các thí sinh, thì cảm giác của mình chỉ là hai từ: rụng rời. Tập phải giữ quả bóng nặng khoảng 5kg và phải gập bụng, rồi phải squat, rồi phải bật nhảy. Tất cả mọi thứ nó làm cho cả phần tay, vai, bụng, ngực, chân rã rời. Không muốn tập nữa, rất là mệt, rất là mỏi, nhưng mà phải cố gắng theo được cái bài tập đến cuối cùng. Trong 2 tuần vừa rồi thì số lượng giảm cân của mình rất là yếu. Khi mà mình đi bác sĩ về thì mình đã biết được cái lý do, đó chính là cái lớp mỡ còn lại của mình đó là lớp mỡ dày và lâu năm, nên bây giờ phải tập nặng và nhiều hơn nữa, nhảy dây liên tục, rồi phải gập bụng, hay là mình phải tập những cái lớp mà bổ trợ nhiều hơn nữa để mà giảm cân tốt nhất. Khó khăn của tuần này của mình đó chính là việc nhập tâm trong bài nhảy, tại vì mình sẽ nhảy một bài giao nhân đương đại trên nền nhạc rất là ma mị và nặng đô về diễn xuất. Những cái động tác phải thật sự là hoàn hảo và chính xác, thật sự là mềm dẻo, tót lên được nhân vật và tót lên được bài nhảy của mình.
quý vị. Trên đỉnh Phù Vân, lại một lần nữa một tác phẩm gây thách thức cho tất cả những ai đụng đến nó. Thật sự mà nói thì những cái ca khúc như thế này, cái loại âm nhạc của nó mang chúng ta đến những cái cảm giác phiêu diêu của những cái khoảng không lớn. Mà nếu như cái nội lực của cái người biểu diễn cái ca khúc đó, sử dụng cái loại âm nhạc đó mà không đủ mạnh thì nó sẽ phản tác dụng. Có nghĩa là chúng ta cảm thấy mình nhỏ bé và chơi vơi trong cái âm nhạc đó. Nhưng đúng, Huỳnh Mến một lần nữa lại khẳng định đẳng cấp của mình như một cầu thủ xuất của cuối cùng phút 89. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Huỳnh Mến và cả Ngọc Thắng, thưa quý vị, quá tuyệt vời. Xin mời Harry Won. Khi Harry xem tiết mục này, cái nỗi da gà nó lên tới cái đầu của Harry. Cái mặt của bạn đó, những cái biểu cảm á, cho Harry thấy là bạn đang rất là cố gắng và rất là nỗ lực. Và những cái ý chí của bạn, nó cả, Harry cảm nhận được luôn. Và Harry đang rất là hơi buồn, mà bản thân Harry đang rất là đau lòng. Tại sao? Cảm nhận được, không biết tại sao. Tại vì bạn đang rất là cố gắng. Có nghĩa là em xúc động đó, dạ, đúng không? Đang rất là xúc động. Chứ nó có gì đâu đau lòng, xúc động. Dạ, xúc động. Và đó là cách người ta thể hiện, người ta đau lòng là trình bày cái cảm giác nhập vào trong cái vai diễn, cái vở, cái diễn này. Đau lòng dùm cho hai nhân vật này đó, hiểu không? Thật sự là vậy. Và yêu làm cái gì mà không hiểu người ta. Thì đó. Đổi MC đi. Đổi MC đó. Dễ sợ. Nói chung là Harry cảm thấy rất là xúc động và những cái động tác hai bạn trao cho nhau làm cho Harry suy nghĩ rất là nhiều thứ. Và Harry là người ngoài, Harry cảm nhận được những cái tình nghĩa và những cái tình cảm các bạn trao cho nhau. Và bản thân Harry cảm thấy tiết mục này rất là hay. Xin cảm ơn Harry. John. John thấy cái tiết mục của mấy bạn thí sinh quá tuyệt vời. Vì cái lý do đó mình phải rất là khó tính nhiều hơn nhá. Thì trong cái bài này anh nói thật, anh xem anh thấy nó rất là đã. Tại sao? Khách tụi em sử dụng cái âm nhạc và mấy cái động tác, mình có nhiều cái điểm nhấn, nó vô nhạc, rất đẹp, rất hay, làm cho khán giả và chúng tôi cuốn theo liền. Nhưng nó cũng có một cái anh không hài lòng lắm. Nếu mà tuần này là một cái tuần bình thường thì anh sẽ bỏ qua. Nhưng cái bài của các thí sinh quá tuyệt vời và cái bài của các em nó cũng tuyệt vời. Nhưng nó có mấy cái động tác tay và chân, cánh, em phải làm cho nó tốt hơn. Lúc em nhảy lên, nó chưa em có thể thoáng hơn và thẳng hơn. Anh cũng hơi tiếc về cái khối. Tại nó có mấy cái động tác lúc em mới trượt xuống, nó có một cái động tác em nằm và em đá cái chân. Lúc mình tập cái bài đó, lúc mình chạy, anh thấy cái hình đó, anh chỉ tiếc. Tại lúc cái khối nó nhiều quá thì mình không có thấy cái đó. Mà nói chung cái bài này nó rất là đã. Với một người giỏi chuyên môn như John mà còn nói đã, thì tôi phải nói tới 10 chữ đã thì mới đã cái lòng của tôi được. Theo Hưng như này, cái khói nó chỉ là một cái phần phụ rất nhẹ thôi, nó chỉ che làm chúng ta không thấy được cái hay của Ngọc Khánh, chứ nó không làm cho Ngọc Khánh dở đi. Nhưng mà cái này nè, trong cái bài thi này có những điều đặc biệt. Anh nghĩ là nó chưa tới 3 phút mà tụi em đã đánh đổi rất là nhiều thời gian và công sức, từng tích tắc một có thể tính bằng vàng chứ không phải bằng tiền được. Tụi em đã công sức thì nó lên tới đỉnh điểm đó, anh nhìn thấy được một cái sự tính toán về sân khấu, về cái ước lệ cực kỳ thông minh để cho cái nhân vật nó chìm xuống, thả xuống dốc như vậy. Trời ơi em ơi, cái đó là đỉnh điểm của cảm xúc. Anh là người hát sân khấu nhiều và đã diễn tất cả các loại hình kiểu mà phụ họa, minh họa cho mình. Anh nhìn thấy, anh hiểu được hết. Và cái cách tụi em thả người để cho nhân vật phải chìm xuống dưới cái làn khói để mà không bị cái nhan sắc kia quyến rũ. Ôi trời ơi, nó nhiều cái để mà anh feeling lắm. Nói chung là Huỳnh Mến, em vẫn là một trong những người mà anh rất là trông chờ. Tại vì ở bài thi nào của em cũng có những cái điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Một cái sự mà quăng ném, mà liều lĩnh và thách đố. Và em đặt niềm tin cho thí sinh bản thân mình là niềm tin tuyệt đối để có thể dám chơi những trò mạo hiểm nhất. Thắng hay không, chưa biết. Thương tích thì có liền đó. Điều đó là gì? Mọi người phải nhìn thấy được cái sự cống hiến của tất cả các biên đạo, các bạn thi năm nay một cách rất là xuất sắc. Tôi nghĩ là quá xuất sắc. Chúc mừng hai em. Vâng, thưa quý vị, hầu như những lời khen ngợi gần như là tuyệt đối từ ba vị giám khảo dành cho hai bạn của chúng ta. Và mặc dù là thi cuối nhưng mà rõ ràng như Harry nói, cái ý chí của em là một cái gia vị có thể nếm được, có thể ngửi được luôn ở trên sân khấu. Nó làm cho người ta có thể cảm nhận được cái điều đó chỉ qua thần thái của em thôi. Và
Chúc mừng hai em đã có một cái bài rất là hay. Và quý vị khán giả nếu như đồng cảm, chúng ta hãy soạn tin nhắn BN khoảng cách 06 gửi về 8369 nếu như tin là tiết mục này được lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất trong đêm. 3.000 cho một tin nhắn, quý vị hãy nhanh tay nhé. Và thưa quý vị, điểm số của bạn cũng sẽ được giấu lại. Mời bạn lên cân. Cân nặng cũ của Ngọc Khánh là 90,7 kg, cân nặng hiện tại là 88,8 kg, bạn xuống được 1,9 kg, tương đương với 2.1%. Quá trình giảm cân của Ngọc Khánh như sau. Ngọc Khánh đến với chương trình với cân nặng là 111 kg, hiện nay còn 88,8 kg và bạn giảm được 22,2 kg. 3 số 2, chúc mừng bạn. Và thưa quý vị, không còn gì để nói nữa. Các bạn thí sinh của chúng tôi cho đến thời điểm này đã rất là cố gắng và các bạn ấy đã vượt lên chính bản thân mình để có thể có được những bài biểu diễn xuất sắc đến mức độ là tạo ra những cảm giác như nổi da gà, sợn tóc gáy hoặc là nghẹt thở. Một trong những cái điều mà tôi nghĩ là ngay cả những vũ công chuyên nghiệp họ cũng mong muốn được tạo ra cho khán giả của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần công bố kết quả dành cho 3 thí sinh hiện nay đang có số điểm thấp nhất. Và xin mời những thí sinh sau đây trở lại sân khấu. Ngọc Khánh với chỉ số giảm cân là 2,1. Và bạn Mai Trang, chỉ số giảm cân là 2,3. Cùng với thí sinh đang giữ điểm số thấp nhất hiện nay là bạn Xuân Lộc với 12,7. Tôi không biết nói như thế nào, nhưng khi đứng cạnh các bạn ở đây tôi cảm thấy tôi xót ấy. Tại vì hôm nay các bạn quá trời giỏi, bạn nào cũng giỏi cả. Thì bây giờ chúng ta mà có chia tay á, thì Thành cũng xin được nói cho các bạn nghe là các bạn đừng có buồn gì hết. Hôm nay không phải là các bạn làm không tốt, mà chỉ đơn giản là người khác làm tốt hơn mình mà thôi. Điểm số dành cho bạn Ngọc Khánh. Mời Harry. 10. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 10. Và John Huy Trần. 9. Bạn có điểm trung bình từ giám khảo là 9,7 và tổng điểm 11,8. Như vậy vẫn đang là số điểm thấp nhất. Chúc mừng cho Xuân Lộc, bạn an toàn. Quý vị khán giả thân mến, và bây giờ chúng ta chỉ chờ số điểm của bạn Mai Trang thôi. Xin mời giám khảo John Huy Trần. 9. Giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. 9. Và giám khảo Harry Won. 9. Điểm trung bình của bạn từ giám khảo là 9, cộng lại tổng điểm là 11,3. Và thưa quý vị, 11,3 là số điểm thấp nhất. Chúng tôi rất tiếc phải chia tay với bạn Mai Trang trong tuần lễ này. Coi cái clip á thì thực sự là ngưỡng mộ em, bởi vì giảm cân không phải dễ. Em đã chinh phục chị, em giỏi lắm. Đây là một bài jazz 100%. Cái cảm giác trong cái bài này nó rất là mượt. Tụi em làm hay lắm luôn. Em vẫn tiếp tục vẫn bay như hai người ở tiên giới vờ nhau rất là nhiều. Cái ngoại hình của em, oh my god, I love it. Và hãy lắng nghe những lời chia sẻ của Mai Trang. Anh nghĩ chắc là em cũng không có buồn đúng không cưng? Tại vì thật sự là mình đã làm rất tốt rồi, nhưng mà các bạn quá xuất sắc thôi ha. Mời em chia sẻ những cảm xúc của mình. Em xin cảm ơn ba vị giám khảo đã dành rất nhiều tình cảm và rất nhiều lời nhận xét chân thành và tốt đẹp dành cho em. Kế tiếp là em xin cảm ơn chương trình đã cho em một cơ hội bước vào đây để giảm cân, để hoàn thiện bản thân. Một điều mà nhiều năm rồi em không làm được. Và nhất là cảm ơn anh Hiền, là tại vì cái bài hôm nay là ngồi trong đó anh rất là lo. Anh sợ là những cái tư thế ưng bơi anh sẽ không làm được, anh làm té em. Nhưng mà rốt cuộc là anh đã làm rất tốt. Và anh hỏi em là anh
có thích bài này hay không. Và em nói với anh là em rất thích bài này. Nên cảm ơn anh đã đồng hành cùng em suốt 7 tuần qua. Vâng, thưa quý vị, và những câu chuyện này sẽ luôn luôn là những ký ức đẹp mà các bạn sẽ mang theo trong suốt cuộc đời của mình. Và dù cho bạn có đi đến đâu thì bạn cũng sẽ tự hào vì mình đã là một thí sinh rất là thành công trong chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân. Một lần nữa xin được chia tay với Mai Trang ở tuần lễ thứ 8 này. Và xin cảm ơn ba vị giám khảo đã dành những lời chia sẻ rất là chân thành cho các bạn thí sinh. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây chúng tôi xin được phép khép lại chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chúng tôi xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn tuần sau trên VTV3. Xin chào tạm biệt. Thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.